Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục xét về tích vô hướng. Một dạng sóng tuyến tính đối xứng T đi từ V nhân V đến R được gọi là một tích vô hướng trên V nếu như T của U là lớn hơn không với mọi U khác không. Và cái T của UV thì chúng ta ký hiệu là mở ngoặc theo kiểu dấu nhọn nhọn này, UV phẩy V đóng ngoặc được gọi là tích vô hướng. Thì nếu như chúng ta đóng mở ngoặc tròn thì nó sẽ nhầm sang là tọa độ của vectơ. Đấy, cho nên là nó ký hiệu cái ngoặc giống như cái mũi lớn hơn dấu nhỏ hơn đấy. Đấy. Thế một số tài liệu thì nó lại viết định nghĩa tương tự, tức là nó nói rằng là TUU lớn hơn bằng không với mọi U thuộc vào V và dấu bằng nó chỉ xảy ra khi U bằng không. Tức là thế nào? Tức là như này này. À, một số tài liệu người ta sẽ viết này. TUU lớn hơn bằng không với mọi U. Xóa hết với mọi U. Lớn hơn không với mọi mọi U. Tất nhiên là đây là U là thuộc V rồi. Và dấu bằng chỉ xảy ra khi U bằng vectơ không. Đấy, nó là như thế. Được chưa nào? Rồi. Vậy bây giờ một câu hỏi đặt ra là khi nào thì một dạng sóng tuyến tính T đi từ V nhân V đến R không là một tích vô hướng? Đấy. Như vậy bây giờ chúng ta mới thấy được là chúng ta học cái môn logic suy luận tốt, chúng ta suy ra kết quả là tốt, đúng không? Đó. Một dạng sóng tuyến tính đối xứng T nhân V đến R không là một tích vô hướng nếu như nó vi phạm điều kiện này. Có nghĩa rằng là nó sẽ tồn tại một cái vectơ U thuộc vào V mà khác không, thì lúc đấy là T của UU nó bằng nó âm chẳng nó vi phạm điều kiện này. Vì đề bài nói rằng là xảy ra với mọi ở trên, bây giờ nó vi phạm, tức là tồn tại một cái vector u thuộc vào v nhưng mà khác vector không, và để cho tu u là âm thì là nó không là tích vô hướng rồi, à nhỏ bằng không nhé, nhỏ bằng không, rất đơn giản. Rồi hãy xét xem dạng song tuyến tính đối xứng dưới đây có là tích vô hướng hay không. Xin mời. Rồi.
Như vậy là một cái chỗ này thì chúng ta thấy cái hệ số bằng 4, một là chỗ này hệ số bằng âm 1. Về đặc điểm nhận dạng mà nói mà như này, chúng ta nhìn có cái hệ số mà nó hai cái thằng này, nó có hai cái thôi mà nó trái dấu, thì chúng ta sẽ xử lý một cách là chúng ta làm thế nào để một trường hợp nó ra âm, làm nào để cho nó ra âm. Ví dụ như là chúng ta lấy 0101 0101 0101, nó chắc chắn âm rồi. 0101 tức là x1 thì bằng 0, x2 thì bằng 1, y1 thì bằng 0 và y2 cũng bằng 1. Như vậy là chúng ta sẽ có được ngay, chắc chắn là nó âm. Đấy, thế là nó không là tích vô hướng đâu. Thì tại sao chúng ta biết được mò như thế? Nên là đầu tiên là chúng ta phải thay u bằng v nhé, bằng x1 x2. Thay vào đây thì theo công thức chúng ta nhìn lại này, đây là 4 lần tích của thằng đứng trước của cái thứ nhất nhân với thằng đứng trước của thằng thứ hai, trừ đi một lần tích của thằng thứ hai của thằng đứng nhất, cái anh thứ hai của anh đứng đầu với lại anh thứ hai của anh đứng cuối, đúng chưa? Thế mình thay vào đây thôi. Đấy. Thế mà có nhiều bạn không biết cách viết thì thầy giáo có thể nói cái viết nhanh như này. Thay chữ y bằng chữ x là xong. Thế nói thế cho nó lành. Thay chữ y bằng chữ x thì có phải là đây nó sẽ thành 4x1x1. Còn đây là trừ đi x2x2, đúng không? Và như vậy nó sẽ bằng thế này. Rất là dễ. Thế làm thế nào để lấy cho nó âm là được? Đấy. Ví dụ ta lấy x1 bằng 0, x2 bằng 1 thì nó sẽ âm chưa? Âm là không là tích vô hướng thôi. Tích vô hướng. Nó tương tự như chương trình lớp 10 ấy, u bình phương lúc nào nó cũng phải lớn bằng 0, phải chưa? Chứ bây giờ mà u bình phương mà ra âm thì là làm sao mà được? Đúng không? Cái này nó mở rộng mà. Rồi. Như vậy là chúng ta xong được ví dụ này. Ví dụ tiếp theo. Không phải lúc nào là nó ra dấu nó cũng không phải là tích vô hướng đấy nhé. Ví dụ như bài này thì nó lại tích vô hướng. Mình rõ ràng là tách trang là sao nó vẫn viết liền. Sample. Rõ ràng tách cho thành hai trang rồi mà cuối cùng. Tức là về mặt nguyên tắc ấy, là để giải cái loại bài này thì chúng ta đi tìm t của u trước, rồi từ đó chúng ta sẽ xử lý t của u trước. Về mặt nguyên tắc là chúng ta đi tìm t của u trước rồi sau đó chúng ta mới xử lý. Ví dụ mà nó chỉ có toàn có bậc hai, mà nó chỉ có toàn bậc hai là thế nào? Toàn bậc hai ví dụ về sau nó gọi là dạng toàn phương ấy, là toàn có bậc hai thôi. Như thế này mà hai thằng này trái dấu thì kiểu gì nó cũng cũng không là dạng toàn phương, à cũng không là dạng vô hướng, không là tích vô hướng, hai cái đấy cùng âm cũng được. Thì tức là như này, a và b trái dấu chắc chắn không thể là tích vô hướng được. Như a b cùng dương đi thì nó chắc chắn là tích vô hướng, còn a và b mà một cái dương một cái âm thì có khả năng là không không là tích vô hướng. Đấy, như vậy là chúng ta lưu ý. Thế thì bây giờ quay trở lại với cái bài thứ hai đây, hãy xét xem cái dạng sóng tuyến tính này nó có là tích vô hướng hay không. Đấy, thế thì các em thay cái y1 bằng x1, y2 bằng x2 vào đây thì ta sẽ có cái gì, cứ thay vào đi xem công thức thế nào rồi chúng ta sẽ lựa để chúng ta tính. Xem dạng sóng tuyến tính có là tích vô hướng hay không thì phải thử viết. Cái đặc điểm nhận dạng thay nhanh nhất chính là cái mà thầy giáo vừa nói, thay chữ y bằng chữ x nó ra rất nhanh. Đấy là mẹo khôn, nó thay rất là nhanh. Đó gì cái gì quy luật là thầy giáo vừa nói. Bây giờ chúng ta lấy u bằng x1 x2 và v y1 y2 bằng luôn x1 x2. Vậy thì lúc đó là t của u u thì chính là t của
x1, x2, y, x1, x2 tiếp, đúng không? Thế theo công thức ta nhìn này, này. Thì các em cứ chỗ nào có chữ y, các em thay chữ thầy chữ x vào là nó ra ngay, cực dễ, chỉ số không thay đổi nhá. Đừng có dại mà lấy chết, lấy x y rồi bây giờ lại lấy z nữa là chết. Đấy, bây giờ chúng ta thấy đây thì chúng ta sẽ thay nào, x1 x1 đúng không, thay tất cả chữ y cũng chữ x cho thầy, trừ đi x1 x2 trừ đi x2 x1 cộng với 3 lần x2 x2. Đấy, khôn thì nhanh chưa? Như vậy cuối cùng là cái gì đây? X1 bình, x1 bình trừ đi 2x1 x2 cộng với 3x2 bình. Bây giờ nếu để ý kỹ một chút thì chúng ta dùng thằng đẳng thức đáng nhớ học từ hồi lớp 9 là lớp 7 lớp 8. À, như vậy là x1 trừ đi x2 tất cả bình cộng với 2x2 tất cả bình luôn lớn bằng 0 với mọi cái vector u bằng x1 x2. Đúng không nào? Đấy. Thì luôn đi lớn bằng 0 rồi, bây giờ chỉ ra dấu bằng xảy ra khi nào nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Thế dấu bằng xảy ra khi nào? Tức là cái TU nó sẽ bằng 0 khi nào? TU nó sẽ bằng 0. Tức là cái tổng này bình phương này, tổng các bình phương bằng 0 ấy, thì bắt buộc là cả hai đều phải bằng 0 hết. Đấy. Cuối cùng dẫn đến x1 bằng x2 bằng 0. Và điều này là dẫn đến là u chỉ là vector 0 mà thôi. Như vậy hai cái điều kiện này, hai cái này thỏa mãn là thứ nhất là phải lớn bằng 0 với mỗi u. Thứ hai là dấu bằng nó chỉ ra khi u là vector 0. Như vậy là với hai cái này đã dẫn tới kết quả là cái phép song tuyến tính đối xứng ở trên chính là một dạng là một tích vô hướng. Và như vậy bài toán được giải quyết xong. Trời ơi nhanh quá. Rồi. Quá nhanh luôn. Đấy. Thì hôm nay là cái bài này là cái bài mà thầy thiết kế cho cái việc là học cả lý thuyết và bài tập xen kẽ. Xen kẽ. À, một số cái câu khác tương tự em tự làm. Thì những cái bài tập này thầy đã sưu tập, thầy đã viết vào một mạch cho nó rõ. Rồi, như vậy phần tích vô hướng chúng ta đã xử lý xong. Và sau đây thì chúng ta tiếp cái phần là định nghĩa về không gian vector Euclid. Thì Euclid là lấy chữ cái đầu tiên là chữ E. Cho nên là cứ viết không gian E có nghĩa là hiểu là không gian Euclid. Đây là định nghĩa rất dài đúng không ạ?
Nếu như chúng ta nhìn vào cái này thì chúng ta thực sự là chúng ta hoa mắt. Hoa mắt. Nhưng thực ra có cái gì không? Thực ra là cái ánh xạ T này nó chính là dạng sóng tuyến tính đối xứng và nó chính là tích vô hướng. Như vậy là một không gian vector E trên đó có trang bị một cái tích vô hướng thì nó là không gian Euclid. Em nhìn lại xem nhé. Nè, E1, E2, E3, E là viết tắt của Euclid. Nè, ba cái này là điều kiện gì? Ba cái thứ áo bùi màu vàng là điều kiện gì? Chính là dạng yêu cầu là dạng sóng tuyến tính đúng không nào? Nhìn kỹ đi. Đúng chưa? À, thế mà cứ chơi khó nhau. Ba cái này chính là dạng sóng tuyến tính. Cái thứ tư là đối xứng đúng chưa nào? Cái thứ tư là đối xứng đúng không? Dạng sóng tuyến tính đối xứng mà nó thỏa mãn cái điều kiện ở dưới này thì nó chính là tích vô hướng gì đó. Đấy, với mọi đúng ra cái tính chất số 5 thì nó phải viết trước cái tính chất số 6 nhưng mà thôi cũng không vấn đề gì. U thuộc vào E mà nếu tích vô hướng của U với U lại bằng 0. Số 0 ấy thì vector U phải bằng vector từ 0. Và với mọi U thuộc vào E thì là U là nó phải dương lớn bằng 0. Đấy, như vậy là hai cái điều kiện phía dưới thì nhắc lại là ba điều kiện phía trên thì chứng tỏ rằng cái ba cái điều E1, E2, E3 chứng tỏ cái ánh xạ T này là cái dạng sóng tuyến tính kết hợp với điều kiện E4 thì nó là dạng sóng tuyến tính đối xứng. Kết hợp 5 và 6 thì nó chính là thỏa mãn điều kiện của tích vô hướng. Thế thôi có gì đâu. Cứ tưởng cái gì. Rồi, thế sau đây thì sẽ là một ví dụ chứng minh rằng không gian E bằng R mũ N là không gian vector thực N chiều. Nó xác định bởi cái phép toán như trên bảng. Nó là một không gian Euclid. Cái này thì chúng ta thấy nó giống như chương trình lớp 10 và lớp 12 đúng không? Lớp 10 và lớp 12 thì lớp 10 thì là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. À, lớp 12 thì là hoành nhân tung cộng cao nhân cao. Đấy, nó thống nhất với cái ký hiệu mà chúng ta học tích vô hướng ở lớp 10 và lớp 12. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng nhớ lại đi. Nó chả khác gì. Cái này nó là tổng hợp.
Khi người ta nói cái phép toán như thế này thì chúng ta phải chứng minh nó thỏa mãn đủ 6 điều kiện ở trên. Làm đúng 6 điều kiện luôn. Điều kiện thứ nhất là gì? Điều kiện thứ hai là gì? Điều kiện thứ ba, ba điều kiện thì nó mới là cái dạng song tuyến tính. Rồi điều kiện thứ tư, đối xứng. Điều kiện thứ năm, FUU đây. FUU thì nó bằng x1 nhân x1, x2 nhân x2, 3 chấm cộng xn nhân xn. Thì nó bằng cái này, nó luôn lớn bằng 0. Đây là điều kiện thứ 6. Cái dấu bằng nó chỉ xảy ra khi và chỉ khi U bằng 0, đúng không? Bởi vì nếu cái này mà nó bằng 0 ấy, thì tất cả các thành phần đều bằng 0 hết. Đấy, bài này mà kiểm tra 6 điều kiện là hơi mệt, hơi dài. Viết mỏi tay thế nào cũng chỗ nhầm, kỳ công. Thấy thầy đánh máy lại này kỳ công, mất thời gian lắm, mất thời gian lắm. Bây giờ bắt chứng minh cái này thì chết giả. Cái này thì thôi để sau này các em học ở bên môn giải tích nâng cao, giải tích 3, giải tích 4 nâng cao thì chúng ta cần đến cái này. Tất nhiên ở đây thầy vẫn trình bày đầy đủ, mình mới đánh máy 1, 2, 3, 4 mình chưa đánh máy. Hay là chúng ta nhớ lại cái áp dụng mà chúng ta học từ hồi cấp lớp 10, cấp 3. E bằng R bình phương ấy. Thì đây là chúng ta áp dụng vào, chúng ta tính được ở đây phi là cốt của góc giữa hai vectơ. Vậy thì cốt phi nó sẽ bằng x1 nhân y1 cộng x2 nhân y2 chia cho căn bằng hai cái kia. Thực ra ở đấy nó chính là tích vô hướng chia tích độ dài. Có cái gì đâu. Cái này mình học từ dưới rồi.
bấm bấm vào phím nó vẫn trơ như đá, vững như đồng. Nào, tiếp tục.